lượng mì chưa kịp trưng lên kệ đã bị đoàn người tranh nhau thu gom hết. Hay chủ tiệm tạp hóa này có lẽ đang quá sợ hãi nên đã phải che bớt cửa trước sự tấn công của khách hàng. Xếp hàng dài để chờ đến lượt thanh toán. Nhưng với dừng người như thế này thì bao giờ mới xong? Đang dịch bệnh mà lại tập trung đông người thì hẳn con virus corona sẽ rất vui mừng đấy. Đó là những hình ảnh của ngày hôm qua. Còn hôm nay thì sao? Siêu thị hoàn toàn vắng vẻ, thậm chí còn vắng hơn cả những ngày chủ nhật bình thường. Chợ Thành Công, chủ các quầy rau này cho biết chỉ trong một buổi sáng hôm qua phải tiếp thêm 3 lượt hàng dưới quê mang lên để cung cấp cho lượng khách tăng đột biến. Sáng sớm đặt hàng từ lúc 8 rưỡi 9 giờ đến khoảng 10 giờ là không còn cái gì mà bán cả. Hôm nay thì nói chung là nó chậm hơn qua rất nhiều. Hôm nay bán lượng hàng hôm nay không bằng 1/3 ngày hôm qua. Hôm qua chị Hằng nhập nửa con lợn, bán hết sạch chỉ trong buổi sáng. Thậm chí khách còn vét luôn cả thịt đông lạnh về tích trữ. Hôm nay nhập cả một con, vậy mà đến gần trưa vẫn còn cả đống như thế này. Cũng khuyên khách hàng là buổi chiều sẽ có hàng mới về để cho mọi người mua, tức là không nên mua nhiều tích trữ quá. Nhưng mà dân không nghe, rồi ôi cứ lao vào mà mua, coi như là cứ một tảng này mà có như một tảng như thế này rồi vẫn không ăn thua. Phải ba cái tảng như thế này, người ta tích trữ vào như thế mà sườn ngày hôm qua thậm chí không thể chặt được. Nhưng mà người ta bảo thôi cho vào túi để về người ta chặt. Em thấy hôm nay đi mua thì thoải mái hơn chứ không cần thiết là phải kể như là xếp hàng hoặc chen chúc hôm qua. Dạ vâng, tại vì em nghĩ là nguồn hàng nó sẽ đủ cho tất cả mọi người. Từng nay mì tôm có lẽ cả nhà ăn nửa năm còn chưa hết. Có người bình luận rằng đây là dịch cúm chứ có phải là dịch tả đâu, mà phải tích trữ giấy vệ sinh nhỉ. Lý trí để bình tĩnh ứng phó, có lẽ lúc này đã bị nỗi lo sợ và tâm lý đám đông lấn át hoàn toàn.